thân mến, Nguyễn Khắc Tâm K2 tiếp tục quay bộ phim Khối 2 phường Bến Thủy tổ chức lễ hội kỷ niệm 84 năm ngày đại đoàn kết dân tộc, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2014. Bổ sung vào kho tư liệu quý của địa phương là món ăn tinh thần động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa đậm đà tình nghĩa sâu nặng, góp phần tích cực xây dựng khối phố ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy truyền thống quê hương. Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, sự điều hành của ban cán sự khối cùng với sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống mặt trận, đã động viên được toàn dân tham gia hưởng ứng. Không khí vui tươi, sôi nổi của ngày hội được ban tổ chức đầu tư công phu và sự nhiệt tình của các nam nữ diễn viên không chuyên của khối 2 thể hiện hết mình, cống hiến cho khán giả và nhân dân thưởng thức một ngày hội thật là bổ ích và thú vị. Nguyễn Khắc Tâm K2 thân tặng chi ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và cùng toàn thể nam nữ diễn viên của khối 2 và các khối bạn những hình ảnh sôi động này để làm kỷ niệm. Bộ phim có thời lượng dài được chia thành hai tập. Tập 1 là phần lễ và giao lưu bóng chuyền, tập 2 là phần lễ hội được đăng trên mạng Internet để mọi người thưởng thức dễ dàng. Đây là một nguồn động viên vô giá, là tinh hoa của món ăn tinh thần hòa nhập vào lòng người. Các bạn được quyền chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của ngày hội nhé. Khắc Tâm chúc các bạn hạnh phúc và luôn luôn thành đạt. Bộ phim này được lưu giữ lâu dài trong kho tư liệu của khối 2. Khi vui, lúc buồn, mọi người hãy mở ra xem từ điện thoại, máy tính, iPad, TV có kết nối mạng 3G, mạng Internet. Các bạn hãy vào trang tìm kiếm google.com, đánh Nguyễn Khắc Tâm K2 rồi vào mục Tâm Khắc YouTube để xem phim. Nếu cần tư vấn, hãy liên hệ qua số điện thoại 091-569-0013 hoặc qua hộp thư điện tử Nguyễn Khắc Tâm K2a@gmail.com để hướng dẫn cụ thể hơn. Mời các bạn xem phim. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày hội đại đoàn kết, chương trình diễn ra từ 7:30 đến 10:30 ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại nhà văn hóa khối 2. Chương trình gồm 1. Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm, 2. Chào cờ, 3. Tuyên bố lý do đọc lời khai mạc, 4. Giới thiệu đại biểu, 5. Đồng chí bí thư đọc lịch sử truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Tổ quốc Việt Nam, 6. Đồng chí trưởng ban mặt trận báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2014. Phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng khu dân cư đô thị văn minh năm 2015. 7. Là ý kiến phát biểu của một
của công dân đại diện cho thế hệ trẻ của khối về cảm tưởng trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc ngày hôm nay. 8 là công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân phường Bến Thủy công bố các gia đình văn hóa năm 2014 và tặng giấy khen cho 3 năm 2012, 2013, 2014 về gia đình đạt văn hóa 3 năm. Tôi xin thay mặt đọc diễn văn khai mạc kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cán bộ, các gia đình của ông và các đồng chí trong bình minh cùng nhân dân và các đồng chí đồng thích. Hôm nay trong không khí cả nước, ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 1 năm 1914, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt cấp ủy, ban cán sự, ban công tác Mặt trận khối, xin gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc ngày hội đoàn kết hôm nay tràn ngập niềm vui. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và thưa bà con, trong không khí đầm ấm vui tươi, thắm tình đoàn kết của ngày hội lớn, hội hai rất vui mừng được đón các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Bến Thủy, ủy ban mặt trận tổ quốc phường cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đại biểu của ban mặt trận 15 khối dân cư, có sự có mặt đông đủ của bà con của các tầng lớp nhân dân trong khối. Đây thực sự là nguồn niềm động viên, cổ vũ lớn lao của cán bộ nhân dân của khối chúng ta. Như chúng ta đều biết, đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc và của đảng ta, được lưu truyền tôi luyện thử thách qua các thế người Việt Nam. Nó tồn tại rất nhiều đời lịch sử của dân tộc và theo sát với trang lịch sử hào hùng của đất nước do đảng ta lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và nhân dân ta. Trước khi đi xa, người đã đúc kết căn dặn chúng ta rằng đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, thấm nhuần vào các sâu tư tưởng lời dạy của người. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của đảng, đại đoàn kết luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của đảng và nhà nước ta. Đoàn kết trở thành máu thịt là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Thưa bà con, cách đây 84 năm, ngày 18 tháng 1 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình ảnh dân tộc thống nhất không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển nhằm phù hợp với yêu cầu của cách mạng, đặt ra những hình thức tên gọi khác nhau như Hội Phản đế Đồng minh, Hội Phản đế Liên minh năm 1935, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương năm 1936, Mặt trận Dân chủ Đông Dương năm 1938, Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương năm 1939, Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội gọi tắt là Việt Minh năm 41, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam gọi tắt là Hội Liên Việt năm 1946, Mặt trận Liên Việt năm 1951, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955. Ở miền Nam hình thành các tổ chức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam năm 1968. Sau khi nước nhà thống nhất có chung tên gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho tới ngày nay. Mặc dù có nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng kể từ khi ra đời cho đến nay, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đều có chung một mục đích là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Đó cũng chính là con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ ta chỉ ra. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Mặt trận Dân tộc Việt Nam là tổ chức hội tụ các tầng lớp, các thành phần dân tộc, các giáo phái, chính đảng trong một mặt trận thống nhất với tinh thần yêu nước, đoàn kết thành một khối vững chắc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp độc đánh thống nhất nước nhà. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng kế thừa phát huy truyền thống đó, là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt trận khối 2 lên báo cáo hoạt động của mặt công tác mặt trận trong năm 2014 và phương hướng năm 2015. Xin trân trọng kính mời. Phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam, tôi thay mặt ban công tác mặt trận khối 2 xin báo cáo một số kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng đô thị văn minh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Phần thứ nhất, kết quả thực hiện các phong trào. Một là phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, tăng từng bước phát triển, chung sức xây dựng đô thị văn minh.
được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Thủy, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận khối đã phối hợp chặt chẽ với ban cán sự khối, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cuộc vận động ngày vì người nghèo trong năm đã quyên góp hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn 3 triệu đồng. Chi hội phụ nữ vì phong trào xây dựng mái ấm tình thương, phụ gạo nuôi lợn tiết kiệm, hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tổ vay vốn đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng chính sách với số tiền vốn hơn 750 triệu đồng. Tổ tiết kiệm cộng đồng với số tiền hơn 60 triệu đồng cho các hộ gia đình vay để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế như nghề làm mộc, ép than, làm bún, làm đậu phụ, v.v. Khối mỗi từ một khối thôn nông nay đã chuyển mình có cuộc sống mới, khối phố đẹp đẽ khang trang, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Một số hộ gia đình đã mua được ô tô, mua sắm các vật dụng tiện nghi đắt tiền. Có gần 40% hộ xây dựng nhà 2 tầng kiên cố, có trên 80% hộ gia đình có tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Số hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo cận nghèo giảm. Đầu năm 2014, khối có 5 hộ nghèo thì đến nay giảm 3 hộ, còn 2 hộ. Nhiều hộ làm kinh tế giỏi xuất hiện, một số hộ nghèo thoát nghèo, bền vững không để tái nghèo. Vận động nhân dân hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và của công nhân, có 100% hộ hoàn thành thuế phí năm 2014, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phát huy tốt vai trò giám sát phản biện xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, nên điển hình là gia đình anh Chiến tổ 8 đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng lừa đảo tại nhà được chính quyền và công an phường khen thưởng. 5. Thực hiện phong trào đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Nhân dân đoàn kết tương trợ lẫn nhau là nét đẹp truyền thống của nhân dân chúng ta. Nhân dịp ngày thứ quý nhiệm kỳ 27/7, ngày lễ Tết, tổ chức tọa đàm thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng chú đáo, thăm hỏi động viên các gia đình ốm đau hoạn nạn kịp thời, cấp ủy chi bộ quán cán sự các 150 QĐ-UVNJ UVNJ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Bến Thủy ngày 07/11/2014 quyết định về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 2014. Ủy ban Nhân dân phường Minh Thủy căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ban hành ngày 26/11/2013, căn cứ thông tư 12/2011/TT-TVTH-TGL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn trình tự thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Căn cứ hướng dẫn số 41/HGMT ngày 23/9/2014 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bến Thủy về việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014 và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2015. Căn cứ biên bản họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Bến Thủy ngày 30/10/2013. Xét đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Bộ phận Văn hóa Thông tin phường Bến Thủy, điều 1 công nhận 166 hộ gia đình thuộc khối dân cư khối 2 đạt danh hiệu văn hóa năm 2014 có danh sách kèm theo. Điều 2, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường phối hợp với cấp ủy ban cán sự khối phố tổ chức công bố quyết định kèm theo danh sách và ghi vào sổ vàng gia đình văn hóa ở khối. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, ban vận động phong trào khối, các đoàn thể, cơ quan và gia đình có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Phó Chủ tịch đã ký Nguyễn Khắc Hạnh. Vị đại biểu, các cô, các bác, các anh chị trong toàn khối lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời kính chào trân trọng nhất. Có thể nói, ngày hội đại đoàn kết toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Dân tộc Việt Nam, Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, đồng thời để xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa tình làng nghĩa xóm. Năm nay khối 2 phường Bình Thủy tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân trong niềm vui, niềm vinh dự được đón danh hiệu khối văn hóa. Ngày hội không chỉ đem tới không khí đầm ấm, hòa thuần, tình làng nghĩa xóm mà còn là nơi kết nối tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ. Để có được kết quả này là sự nỗ lực của năm 12/2014. Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy căn cứ luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ban hành ngày 26/11/2003, căn cứ thông tư 112/2011/TT-TVTHT-TGL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch quy định các chi tiết tiêu chuẩn, trình tự thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Căn cứ hướng dẫn số 41/HGMT ngày 23/9/2014 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bến Thủy về việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014 và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2015. Căn cứ biên bản họp xét danh hiệu văn hóa 24 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Bến Thủy ngày 30/10/2014, xét đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Bộ phận Văn hóa Thông tin phường Bến Thủy quyết định công nhận 135 hộ gia đình thuộc khối 2 đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm giai đoạn 2012-2014 có danh sách kèm theo. Điều 2, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường phối hợp với cấp ủy ban cán sự khối của tổ chức công bố quyết định kèm theo danh sách trao giấy chứng nhận danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm giai đoạn 2013-12-2014 và ghi vào sổ vàng gia đình văn hóa ở khối. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường, ban vận động phong trào khối, các đoàn thể liên quan và các gia đình có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Phó Chủ tịch đã ký Nguyễn Khắc Khánh. Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam. Thay mặt đoàn đại biểu về dự buổi lễ, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân khối 2 lời chúc sức khỏe, chúc ngày lễ đại đoàn kết toàn dân tộc của khối chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể nhân dân, Mặt trận Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 18/11/1930. Ngay từ đầu buổi đầu đầy gian khổ ấy, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã tập hợp đông đảo các giai cấp, các lực lượng trong xã hội, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đại đoàn toàn dân tộc, ra sức đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành do yêu cầu về chiến lược, sách lược của cách mạng, công tác, tổ chức và tên gọi của Mặt trận có những thay đổi, nhưng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận cơ bản về nhất quán. Không một giai đoạn lịch sử nào của đất nước vắng bóng của tổ chức Mặt trận. Trong đấu tranh bảo vệ đất nước, Mặt trận đã tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân thổi bùng lên lòng yêu nước, ý thức tự lực tự cường.
cường, lòng tự hào dân tộc, kêu gọi toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết đứng lên bảo vệ Tổ quốc, đánh đổ mọi ách xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất nước nhà. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, cùng với cả nước, trong những năm qua, Mặt trận khối đến phường đã phối hợp với chính kính mời đồng chí Hoàng Văn Hải, bí thư chi bộ khối 2 lên tặng hoa cho hai đội. Điểm bóng cho khối 2, 9-4. Điểm bóng cho khối 1, 5-8. Điểm bóng cho khối 2, 9-5. Hãy
Mau ra đây làm đấy. Mau ra đây làm đấy. Rồi. Đoàn bóng cho khoai hai. 11 năm. Bóng cá đi làm đấy. Tiếp bóng cho khoai hai, 12 năm. Điểm bóng cho khoai hai, 13 năm. Điểm bóng cho khoai hai, 14 năm. Dạ, chào bác. Tôi đánh bóng chuyển với khối 1. Dạ. Và dạ. Điểm bóng cho khối 1. 6-14. We'll be right back.
Thank you.